Trinh không có đọc á, thiệt á, lần đầu tiên á tôi không có đọc lắm, mọi người chỉ là nói nhìn Trinh dễ thương quá, cái là không hợp, ý là nó không có tiêu cực lắm. Tôi lại rất là tò mò, tại vì không biết là mới có poster thôi thì mọi người nghĩ vậy thì lúc mà Trinh đóng sẽ như thế nào. Trinh chỉ biết là, mà Trinh cũng không chắc là mình sẽ đóng tốt nữa, nên mình cũng khá lo lắng chứ. Chỉ có cái là mình biết là mình đã cố gắng hết sức rồi, thì thôi đợi tập 1, tập 2, tập 3 lên thì cầu trời khẩn Phật được mọi người đón nhận thôi. Chứ Trinh không tự ti và cũng không tự tin, mình chỉ là hồi hộp thôi, để chờ xem là những cái tập 1, tập 2 lên nó như thế nào. Tại vì nói nào ngay, mình cũng rất là tán đồng quan điểm với khán giả là thứ nhất mình quá là kiểu baby face á, nên không có hợp với lại luật sư. Và thứ hai nữa là mình lúc nào cũng trầm buồn hoặc là vui vẻ, ngổ ngáo. Nên nhiều khi không hợp với một cái vai ác chẳng hạn, thì mọi người đang lo cái chuyện đó. Và thật ra mọi người lo không sai, bởi vì chính bản thân Jun cũng là người lo cho cái vai diễn của mình y như vậy. Rồi mình sẽ không biết là mình sẽ thể hiện vai Tuấn Kiệt ác độc như thế nào, và làm sao để cho thứ nhất là mình tin, thứ hai là Thúy Ngân tin để mà bạn ấy tương tác với mình, và thứ ba là đạo diễn tin để đạo diễn tiếp tục sáng tạo hơn cho mình ở những cái cảnh tiếp theo, và thứ tư là khán giả tin. Nên thật sự là trong quá trình quay 7 năm chưa cưới sẽ chia tay là mỗi ngày Jun đều phải học bài, ý là học mỗi ngày á, không ngừng, không dám lơ là một giây phút nào. Cứ vô phim trường là Jun rất tập trung, Jun chỉ sợ là chỉ cần mình thả một chút xíu thôi là một trong những cảnh này sẽ bị trệt hết những cái tại vì Tuấn Kiệt đâu phải là Jun đâu. Nên khi mà Jun mà đóng tự do quá là tự nhiên Jun sẽ hề hước liền, hoặc là Jun sẽ tự nhiên liền. Còn Tuấn Kiệt thì lúc nào cũng như một cái hộp vậy đó, lúc nào cũng thẳng thớm và rất là logic. Chỉ cần nói sai một câu chính tả thôi là Jun đã thấy chết rồi, không biết là hôm nay mình có làm tốt hay không. Khá là áp lực khi mà nhận cái vai Tuấn Kiệt đấy. Thật sự là Jun thở phào. Thứ nhất là thở phào trước cái đã, bởi vì mới có tập 15 hay sao á, Jun chưa có biết là sắp tới nó còn mạnh bạo hơn nữa. Nhưng mà thứ nhất là mình rất hạnh phúc luôn. Mình như là hóa ra những cái vất vả của mình trong khoảng thời gian vừa qua, quay 5-6 tháng cùng với đoàn phim, cùng chung với những người bạn của mình mà cuối cùng được khán giả đón nhận như vậy, sau những cái lời mà mọi người không tin mình ấy, thì nó càng tuyệt vời. Chứ mà mọi người chắc chắn là Jun đóng hay rồi thì không nói, còn trước đó là mọi người đều hoài nghi, và bản thân mình cũng hoài nghi nữa, nên mình cũng không biết là khán giả sẽ đón nhận như thế nào. Mình nghĩ là mình đóng ok nhưng mà chưa chắc khán giả chịu đâu. Thực ra tới bây giờ khán giả cũng có những ít nhất là rất là cũng khá nhiều người kêu chịu đó, nhưng mà hành trình chinh phục thì nó phải là như thế. Và nó càng được dạo gần đây á, chưa thấy là nó càng mọi người càng không còn chửi Tuấn Kiệt nữa, mọi người bắt đầu chửi Jun Phạm rồi. Cách đây có những hình nhớ là hai tuần trước là mọi người sẽ chửi là thằng Tuấn Kiệt khốn nạn, tại sao mà nhìn mặt Tuấn Kiệt muốn đục vô mặt Tuấn Kiệt, còn bây giờ á là nhìn mặt thằng Jun Phạm là muốn chùm bá bố rồi. Cứ nói chết rồi, mọi người có đang nhầm lẫn gì đây không? Nhưng mà Jun cũng bình tĩnh lại, kéo lên thì ai cũng muốn đục vô mặt Jun Phạm hết. Jun thấy thú vị á, Jun thấy thú vị. Kiểu như hồi xưa Jun đọc mấy cái bài báo á, những cái người mà đóng phải ác á, như là Jun Mama đồ á, ra chợ bị người ta chọi cà chua vô đầu á, thì Jun đang tưởng tượng không biết mình về quê hay là mình đi ra chợ xâm chiếu hay là chợ Bến Thành có bị nguyên trái dưa hấu vô đầu không trời. Thì nếu mà có thật sự như vậy á, mình vừa bực mà mình vừa cảm thấy má ra đây là cảm giác của người đóng vai gọi là vai ác người ta. Thì đây là lần đầu tiên Jun có cái trải nghiệm đó, mà Jun rất là vui luôn. Mình cũng gọi là hoàn thiện được nó. Jun nghĩ nó không khác mình, chỉ có cái là những cái mà mình suy nghĩ và mình tâm tư đó, nó cũng là một phần của bản thân mình mà. Mình cũng là một người sống nội tâm, chứ không phải là một người sống quá là vì cái bên ngoài. Chỉ có cái là mình chọn cái cảm xúc tích cực để mình yêu thương cuộc đời này thôi. Chứ thật ra nếu mà Jun ở nhà một mình đó nha,
Chu Duy Tuấn Kiệt vậy đó, là sẽ rất là chậm, là sẽ suy nghĩ là mình sẽ như thế nào để cuộc đời thôi. Còn khổ cái là Tuấn Kiệt bị cái gì? Tuấn Kiệt bị cái là bị dính vô cái việc này là môi trường sống của bạn đó quá nghèo khổ. Mỗi ngày bạn đó gặp những cái người mà tối ngày cứ bạo hành mẹ bạn đó rồi mắng rồi ở tù lum la. Xong rồi chưa kể vừa mới đâm phải một người, có nghĩa là bạn đó xui. Bạn đó một người sống nội tâm, logic nhưng mà xui. Hiểu không? Còn Jun thì y chang bạn đó nhưng mà may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, một cái sự nghiệp nó cũng ổn định, bạn bè ai cũng dễ thương. Nên Jun sẽ cũng nội tâm nhưng mà Jun sẽ luôn luôn hướng ở một cái hướng nó tích cực. Nên bản thân Jun khi mà đóng cái vai Tuấn Kiệt á, Jun rất rất là thương bạn đấy nha. Ai chê chê, ai chửi chửi, Jun cũng thấy ủa tại sao phải chửi nó trời. Tại vì chưa chắc bạn, chưa chắc bạn, chưa chắc em á đứng ở cái thế của Tuấn Kiệt mà em sẽ quyết định điều thiện như em nghĩ đâu. Em không biết được đâu. Tại vì em quá may mắn, Jun quá may mắn. Jun có bố, có mẹ, được học tới đại học, ra cái thì cũng có địa vị xã hội, cũng đi hát, hát không hay mà cũng thành công, diễn chưa tốt nhưng mà cũng diễn tới bây giờ, viết sách cũng bình thường mà cũng ra được 5 cuốn. Ý là mình flex ra vậy thôi để thấy là mình may mắn cỡ nào ha. Còn thì mà đã vậy còn suy nghĩ nữa, ý là mình đã may mắn vậy là mình còn hay suy nghĩ nội tâm nữa, thì huống chi một cái người mà từ đầu tới cuối cho đến tới cuối đời phải luôn gánh một cái mác là ba mày ở tù, còn mẹ của nó thì là lúc nào ngày nào cũng bị ba nó quánh ầm ầm ở trên trời. Từ nhỏ tới lớn em tưởng tượng một cái cảnh tượng một đứa bé mà trong một gia đình bị bạo hành vậy thì nó lớn lên làm sao, tư duy của em bé đó làm sao. Mình mới thấy được là cái môi trường tạo ra con người chứ. Dù cho em bạn, cho bạn nó học giỏi cỡ nào, nó làm luật sư cỡ nào, nhưng mà nó nói gừng mực thì đen. Con trai á chỉ yêu cái người giống mẹ của mình thôi. Thì Thiên Ngân là ai? Thiên Ngân là y chang bà mẹ trong phim luôn, cũng là nuôi y chang. Giờ ông cha đánh cỡ nào bà mẹ nó cũng theo. Em xem đấy, em coi em thấy ông cha anh Trung Dũng mà đánh bà mẹ của tôi thế nào là bà mẹ cũng đi nấu cơm trơn, cũng không có cãi. Nếu bà mẹ lấy cái chổi đập ngược lại là khác rồi, là gia đình hạnh phúc rồi đó, là gia đình nó sẽ có qua có lại. Nên bây giờ Tuấn Kiệt chỉ có một người nào mà thương Tuấn Kiệt như là em bé giống như mẹ Tuấn Kiệt thôi thì Tuấn Kiệt mới ok. Thì cuối cùng Thiên Ngân, đúng không? Thiên Ngân lúc nào cũng chiều Tuấn Kiệt, gặp là nhéo má rồi cái gì, nên Tuấn Kiệt lúc nào cũng tỏ vẻ mình gia trưởng, nhưng thật ra cái đó không phải là gia trưởng, cái đó là tỏ vẻ là tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ gánh vác gia đình này. Nên khi mà con nít thì sao, con nít thì hay đổ thừa á. Thì bạn Tuấn Kiệt này thật ra cái tính rất là con nít, khi mà gây ra lỗi rồi thì lại muốn đổ cho chuyện khác, muốn kiếm nguyên nhân, con đâu có làm đâu, anh đâu có làm đâu. Thì Jun là quyết định lấy cái suy nghĩ đó để mà cho vô cái cảnh mà quan trọng nhất, là cái cảnh mà Tuấn Kiệt khóc méo máu để mà nói dối là anh không có giết người, chỉ là một tai nạn thôi. Và làm sao bây giờ em ơi, anh mất hết tất cả rồi. Thiên Ngân thấy một cái người mà trụ cột trong gia đình, trong một cái gia đình sắp tới mình sắp cưới mà khóc méo máu như vậy, một sự bằng, một cái sự gọi là hoảng loạn như vậy, thì chính cô ấy cũng phải rất là hoang mang để tìm mọi cách như thế nào để mà giúp cho người yêu của mình thay đổi chứ. Và Tuấn Kiệt lại dùng một cái chiêu rất là mạnh, đó chính là khóc méo máu, chứ không phải là khóc kiểu đẹp Hàn Quốc hay là kiểu suy tư, mà không phải như một đứa con nít người ta mới hoang mang chứ. Chứ mà khóc đẹp ai hoang mang, đúng không? Tôi nghĩ là có. Nhưng mà cũng may là Jun có chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, một cái chương trình mà nó giúp cho Jun không những là thoát khỏi cái nghề diễn viên thời điểm đó, mà nó còn cho Jun một cái nguồn năng lượng khác, là mình phải xóa sạch nhân vật Tuấn Kiệt bằng cách là nhuộm tóc và là một cái thằng khác. Thì mọi người thấy là ở bên chương trình kia thì cứ mỗi công là Jun lại thành một người khác. Jun muốn mình biến hóa liên tục để hãy làm mơ được có nhìn tôi với một cái mặt Tuấn Kiệt, nó là mọi người giờ nhìn mặt tôi muốn đục quá kiểu vậy. Thì ít nhất mọi người qua bên chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì mọi người thấy tóc trắng, ôi có mọi người comment á, thật hay cho cách tẩy trắng của anh ta. Xong rồi cái mọi người dưới comment ủa tẩy trắng gì bạn, tẩy trắng nhà bạn, thì tẩy trắng cái tóc đó.
nhưng mà đằng dưới cái tóc trắng đó là một gương mặt tuấn kiệt kiểu vậy, kiểu vậy. Nghĩa là phải coi toàn diện nha, chứ mà che vậy là nó chỉ là tuấn kiệt thôi. Nên cũng nhờ chương trình mà nó sôi động làm cho mình bớt buồn, tại vì mình đi phim về là mình sẽ buồn hả, tại vì nhân vật hết một cái, thường là hết một cái dự án là Jun sẽ thường là mình sẽ nghỉ ngơi, phim hài thì mình sẽ tiếc, còn phim buồn thì mình sẽ buồn hoài, tại nhân vật mình kết thúc không có đúng, nhân vật mình kết thúc không có mỹ mãn lắm, mình gieo gió thì mình gặp bão thôi, nên mình cũng không có vui cho lắm. Nên mà với cái người mà đào sâu tâm lý trong cái lần này á, thì Jun thật sự là cái ngày cuối cùng, cái cảnh cuối cùng Jun nhớ luôn, cảnh cuối cùng lại là cảnh đầu tiên, cũng không phải là cảnh đầu tiên mà là cái cảnh cuối cùng, là cái cảnh mà Tuấn Kiệt ôm Thiên Ngân và nói là anh cảm ơn em, và hai người hôn nhau ở trước cái cổng mà cũng chiếu rồi, cảnh quay cuối cùng, nhưng mà là nó là cái cảnh gần nhất, là trước khi cái vụ tai nạn xảy ra, hai người hôn nhau trước cái công ty đó. Cảnh đó là cảnh cuối cùng, cái Jun có một cái suy nghĩ thoáng qua thôi, tại vì mình đã đi với Tuấn Kiệt với là Thiên Ngân một hành trình rất là dài, khoảng 6-7 tháng, vô tình mình cũng thương luôn cái nhân vật của mình và cũng thương luôn nhân vật của Thiên Ngân, và tôi nghĩ hai người này xứng đáng có một cái kết đẹp hơn, lẽ ra là vậy, kiểu phải chi mà không có cái vụ tai nạn đó thì họ vẫn rất là một cái gia đình nó như bao gia đình khác thôi, một người thì sống rất lý trí và một người sẽ sống rất tình cảm, nó cần phải có cái chuyện đó xảy ra hòa hợp với nhau để có một gia đình hạnh phúc. Chỉ tiếc là cái tai nạn này xảy ra và có thêm những cái điều không như ý từ một nhân vật thứ ba nữa là Minh Huy nữa, vô tình giật dây và tạo những cái rào cản, nên những cái khó khăn lại chồng cái khó khăn để cho một người ban đầu sống vì công lý cuối cùng biến chất thành một cái người bất chấp thủ đoạn, và một người nhìn cuộc sống này rất là màu hồng như Thiên Ngân lại phải vùi dập để trở thành một cái người cứng cáp, và cho tới cuối cùng chứ không biết là cái đó phải hỏi Thiên Ngân thôi, tại vì là không biết Thiên Ngân có thực sự tìm được hạnh phúc cho mình chưa, hay là chỉ đơn giản là lại một lần nữa đội bạn trai lên đầu. Là đối với Jun là Minh Huy á, thì đứng với phía Tuấn Kiệt thì Jun cũng chưa biết là Thiên Ngân có thực sự hạnh phúc chưa, nên khi cái cảnh quay cuối cùng Jun thật sự rất buồn á, và cái nỗi buồn đó nó cứ mênh mang. Thật ra mà nếu mà có thì Jun cũng đã tiếc từ lúc mà Jun ra quyển sách năm ngoái rồi, là quyển sách xứ sở biên mang Jun viết để ra mắt vào sinh nhật của Jun, mà cuối cùng cũng bố cũng đâu có xem được, tại vì bố mất đúng tháng 6, cũng một năm rồi, cái dỗ của bố cũng đã qua, mới qua một năm rồi đó, thì Jun không có, nếu mà nghĩ thì chắc mỗi ngày Jun đều nghĩ, tại vì thực ra cái mình cũng đang tham gia những cái chương trình ca nhạc bây giờ nè, những đêm mình diễn nó vui vẻ như thế, thì mình cũng hay nghĩ là trời, nếu mà có bố thì chắc là bố ngồi dưới con mình diễn chắc là vui lắm, tại lâu rồi mình chưa có trở lại với sân khấu lớn, và mình cũng màu mè lắm, đúng không, mình cũng màu mè hoa lá hẹ chứ mình đâu có hiền như người ta, kiểu như vậy. Nhưng mà thật sự nha, Jun luôn có cảm giác là thời gian trôi qua nhanh quá, nên Jun luôn luôn có cảm giác là bố vẫn chưa đi á, cái này vẫn thấy như là, hay là tại vì mình cảm thấy vẫn luôn ấm áp, về nhà mình không cảm thấy hiu quạnh, mình luôn luôn có cảm giác là bố vẫn đang nhìn, mà thật sự là vậy. Và nó rõ ràng là mỗi ngày Jun càng cảm thấy là Jun càng giống bố. Mới có một năm thôi mà Jun thấy những cái hành động, những cái hành vi phía sau lưng Jun, hay là mọi người cứ nói ủa sao giày ngồi giống bố, hay là nói chuyện giống bố, hay là cái tác phong giống bố. Nên Jun nghĩ cái đó là sự tiếp nối, năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ
chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi. Có thể là thân xác không còn nữa, nhưng mà cái năng lượng đó nó nằm ở đây nè, nó vô đây hết nè, những cái gì mà tinh hoa nhất vào đây. Và Jun thật sự là cảm nhận được trong từng tế bào luôn. Nói ra hơi ghê không, nhưng mà Jun không cảm thấy buồn, chỉ có cái là chưa ổn thôi. Bởi vì thời gian nó gấp quá. Từ lúc đó tới giờ là Jun tham gia ba dự án dài hơi luôn, là cả AK, rồi 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, rồi bây giờ là anh trai vượt ngàn trong ngàn, không có một cái khoảng nghỉ nào luôn. Nên Jun nghĩ nếu mà cần làm gì trong thời gian sắp tới, mọi người hỏi Jun á, tham gia bộ phim hay là hát hay là MV hay ra sách, Jun chỉ mong muốn là sau chương trình này Jun có một tháng để Jun nghỉ ngơi, để Jun học cách chấp nhận. Còn giờ mình lo mình làm mình quên, mình đâu có nhớ, nên mình thấy mọi thứ nó trôi qua nhanh, cứ cảm giác mọi thứ vừa mới tuần trước xảy ra. Hỏi buồn không thì hết buồn rồi, nhưng mà ổn không thì chưa, thế thôi, thế đơn giản thế thôi. Và cũng có lý do vì sao mà Jun không tiếc thương quá nhiều. Mình chỉ tiếc thương khi mà mình hối hận khi mình hối tiếc là mình đã chưa làm cái gì đó cho người mình yêu thương. Jun thì tự hào với lại gia đình của mình và cả tất cả mọi người rằng không có gì mà Jun ngại ngùng khi nói chuyện với bố. Jun đã từng nói bố với những lời yêu thương rất là chân thành, dẫn bố đi những cái nơi mà bố muốn, tạo ra những cái không gian ấm áp bên gia đình, như là những cái series mà mọi người xem, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì mà Jun đã từng làm cho những người thân yêu của mình. Tại hơn ai hết, Jun đã mất mẹ lâu hơn trước đó, 10 năm rồi, 15 năm rồi. Nên từ cái vấn đề đó mà Jun đã toàn tâm toàn ý để mà bao nhiêu tình thương của mình dành cho bố hết. Nên lúc mà bố mất á, ngay cả những cái sự mà lo ma chay á, bản thân mình cũng rất là chu toàn nữa. Cái gì mà mình đã làm hết sức rồi, mình đã trân trọng hết những phút giây ở bên nhau rồi, thì mình không còn hối tiếc gì. Chỉ là mình chỉ hơi buồn một chút là nếu như còn sống thì mình còn sẽ làm được nhiều tuyệt vời hơn nữa, thế thôi. Chứ hỏi mà có chứ có gì chưa nói không, chưa lặp đi lặp lại mỗi ngày, chứ không phải là cần phải là cái gì khó nói. Ở người Việt Nam nói con thương bố, con yêu bố gì thì khó nói, chứ tôi nói hoài nên tôi thấy rất là bình thường. Bố nghe hết những lời tôi nói rồi. Tại vì Jun vừa mới nói đấy, vừa mới xong cái tưởng là rối bời, ai về show đến ầm 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 ầm. Nên mình không có thời gian để mà mình buồn. Bây giờ mình chỉ có deadline để mình chạy thôi. Thì mình xin nói là đó, nên ổn hay không ổn thì tôi không biết. Nhưng mà Jun cần phải có một tháng để mà Jun học cách chấp nhận, hay là học cách để mà mình tiến hóa lên chút trong tâm thức của mình sau đó. Chứ thực ra là khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai á, Jun thấy là Jun có quá nhiều tình yêu thương. Xong rồi coi phim thấy mọi người comment, mọi người cũng thương Jun dữ lắm. Mọi người comment rất là chân thành nha, chứ không phải là spam nha. Tại vì mọi người rất là dài. Nên mình đọc hết và mình cảm động. Nên hỏi là hồi xưa mình sống vì ai thì mình nói mình sống vì gia đình. Còn bây giờ những cái gì mà Jun làm cũng vì khán giả thôi, là những người yêu thương mình đó nha. Thời trước thì nói nó ra thì nó sến, nhưng mà bây giờ thì nó hợp lý. Tại vì bây giờ mình đâu còn cái gì nữa đâu, thì mình sẽ kiếm một cái điểm tựa khác. Thì cái điểm tựa đó chính là khán giả. Thì hóa ra khán giả vẫn yêu thương Jun, vẫn đón nhận những sản phẩm của Jun. Và trước đó mọi người luôn nghi ngờ. Cái điều đó là cái mà Jun hạnh phúc nhất. Chứ bây giờ hỏi em giờ lỡ nhưng mà chuyện nó xảy ra rồi mà giờ đóng phim xong ai cũng chê hết, xong tham gia chương trình Anh Trai mà thèm quan tâm luôn, thì lúc đó mới là có chuyện để nói, đúng không? Còn bây giờ bản thân mình cảm thấy mình may mắn, mình được yêu thương quá thì thôi. Những cái chuyện buồn đó, nó không xảy ra với mình thì cũng xảy ra với người khác, trước sau dạy cũng xảy ra chuyện này thôi à. Chỉ có cái là mình học bài học này trước thôi. Thì mình học bài trước thì mình khôn trước. Thật ra những cái chuyện mà Jun có ai cũng biết hết trơn. Nên
không biết nói sao ta. Có nghĩa là ai cũng biết hết á. Tại vì báo chí, TikTok bây giờ nó rõ rệt quá, không cần phải khoe. Chỉ có cái là khó, cái đó là sự trưởng thành mà. Rồi ai cũng sẽ trải qua cái chuyện này thôi. Mình sẽ đến lúc mình không cần phải khoe nữa. Tại vì lúc đó mình vừa mới mất đi cái điều thiêng liêng nhất thì mình sẽ nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ khoe với ai đó. Nhưng đến một lúc mình phải là người và người khác kiếm mình để khoe những thành quả của họ, đó là những thế hệ sau đó. Thì đó là những cái bước tiếp theo, ví dụ như là lập gia đình, có con, ai cũng phải cần cái chuyện đó. Nếu như mà mình cứ muốn là người đi khoe những cái thành tích của mình thì mình sẽ mãi là một đứa trẻ mà thôi. Thì Trinh đang suy nghĩ về bước tiếp theo thế thôi, còn bước tiếp theo như thế nào thì thôi phải đợi ạ. Nhưng mà nó là ít nhất là mình cũng phải có thời gian để mình đi một vòng trái đất, mình trải nghiệm khám phá, rồi nếu quay lại người đó vẫn đứng đó thì mình đi tiếp theo, còn nếu không thì mình sẽ tiếp tục đi một vòng trái đất. Vậy hiện tại tôi nói là mình đang rất là tận hưởng cái việc một mình đúng nghĩa, một mình đúng nghĩa, tự do đúng nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc thế thôi.